Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây ạ. Rất vui gặp lại anh chị ở kênh của Nam. Chúc cho tất cả các anh chị lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống nha. Mấy nay bị cảm nên cái giọng nó hơi khàn, anh chị thông cảm nha. Rồi, thì hiện tại trước cái màn hình của anh chị đây chính là mẫu xe SH Mod 2022. Và chiếc xe Nam đang quay đây là phiên bản cao cấp phanh đĩa ABS nha anh chị. Xe đang mang nước sơn màu đỏ đen. Thì anh chị nào đang quan tâm có nhu cầu về chiếc xe này thì liên hệ Nam nha. Drop it. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nào ở gần khu vực này, đặc biệt là Cao Lãnh của Đồng Tháp nha, có nhu cầu về chiếc xe này hoặc là những dòng xe Honda các loại đó thì liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Thì như ở tiêu đề Nam đã ghi đó, Honda SH Mod bất ngờ tăng giá trở lại, không biết cho anh chị thì giá cả như thế nào. Thì trước khi báo giá chiếc xe này thì Nam xin phép quay lại chiếc xe này sơ lược cái cho anh chị ngắm qua cái nha, để xem cái màu của chiếc xe này có đúng như ý anh chị đang tìm hay là không ha. Chủ yếu là quay cho anh chị xem là cái cách phối màu thôi. Đó, thì SH Mod màu đỏ nó có hai phiên bản nha anh chị. Một cái là phiên bản tiêu chuẩn thân đĩa thường và một cái là phiên bản cao cấp phanh đĩa ABS. Chiếc xe này là phiên bản cao cấp phanh đĩa ABS nha. Còn cái phiên bản thường á, tiêu chuẩn á, là cái mặt nạ với mỏ dìa nó sẽ sơn màu đỏ cùng màu với thân xe luôn, và mâm phuộc nó sẽ sơn màu bạc nha anh chị. Đó, còn cái phiên bản cao cấp á, thì mặt nạ với mỏ dìa mâm phuộc là sơn màu đen nha. Rồi đây còn lại là y hệt nha anh chị, nó chỉ khác biệt có một cái là chiếc xe này có thêm cảm biến thân đĩa ABS phía trước thôi, còn lại là y hệt nha, nó chỉ khác nhau về cái nước sơn thôi, cách phối màu thôi. Động cơ, máy móc, đèn đốt, ổ khóa là y hệt nhau giữa hai phiên bản tiêu chuẩn với cao cấp, nó chỉ khác có cái ABS thôi. Rồi đây là phần đầu xe nè. Đó, xe thì được trang bị nước sơn là đỏ đậm, nước sơn này sơn bóng nha anh chị, không có sơn nhám nha. Đây, màu đỏ thì nói về phong thủy thì hợp nhất với anh chị nào có phong thủy là mệnh hỏa ha. Mặt nạ nè, có những viền mạ chrome nè. Đó, đèn là dạng led nha anh chị. Mặt nạ với mỏ dìa sơn đen bóng luôn. Đó, mâm phuộc sơn màu đen. Thân đĩa ABS nè. Đó, có chữ ABS nè, nhìn xuống này có vòng răng nè. Mâm là sơn màu đen nhám nha anh chị. Thì mâm trước kích thước là 16 inch ha. Đó, vỏ là vỏ không có ruột. Rồi di chuyển phía sau nè. Đó, yên xe thì phối hai tông màu ha, màu đen với màu xám, đen là chủ đạo ha. Phía trước này với cái phần sau này á, là màu xám, nhưng mà phía sau này sẽ có một cái chữ SH Mod nè. Đó, có một số anh chị nói xe này thì anh chị thích đó, nhưng mà anh chị không thích cái phần bạc, cái bằng xám này nó xen vào, thì cái này thua nha anh chị. Cái này nguyên zin của nhà máy sao Việt Nam để vậy ha. Nếu như anh chị sử dụng một thời gian á, anh chị mua về anh chị không thích, anh chị có thể lợp lại cái yên ha. Anh chị có phương án đó thôi. Đó, chứ hiện tại thì xe bên Nam là nhà máy sản xuất sao là giám đốc kêu để nguyên vậy chứ không có cho thay đổi nha. Đó, anh chị thông cảm chỗ đó nha. Rồi nẹp sườn nè. Rồi cái phiên bản này á, thì cái chữ SH Mod này vẫn là chữ 3D nổi nhưng mà nó xi màu trắng nha anh chị. Đó, vẫn là chữ nổi ha. Còn cái phiên bản đặc biệt thì cái chữ này xi màu vàng. Đó, phiên bản này thì lò xo sơn màu đỏ nè. Mà boe có chữ XP cộng nè, công nghệ mới nhất ha. Máy là 125 nha anh chị. Tháng trước là thắng đĩa ABS, tháng sau là thắng cơ, thắng bố bình thường. À, tuy nhiên thì cái mâm sau này nó chỉ có 14 inch thôi, nhỏ hơn mâm trước 2 inch nha anh chị. Nhưng mà thiết kế vẫn giống nhau ha. Đó, vẫn là sơn nhám luôn, vỏ không có ruột luôn ha. Rồi, đèn đốt nè. Đó, đèn hậu nè, tất cả đèn này, đèn hậu, đèn xi nhan là halogen. Đó, có đèn soi biển số luôn nè. Rồi, bát bô, có trang bị trắng bùn nữa nha anh chị. Đây góc này anh chị sẽ thấy thiết kế phần mâm xe nè. Đó. Rồi, ốp sườn bên trái cũng như bên phải ha, có tem chữ SH Mod nè. Quay sơ lược lại thôi cho anh chị xem. Đó, góc này anh chị sẽ thấy thiết kế của mâm xe nè. Đó. Mâm trước lớn hơn mâm sau 2 inch. Và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này theo nhà sản xuất công bố đây, 2.16 lít trên 100 km nha anh chị. Đó. Tuy nhiên con số này chỉ tham khảo thôi chứ nó không chính xác tuyệt đối nha. Thực tế thì nó tùy thuộc vào cái kỹ năng chạy xe của mọi người ha. Anh chị tải nặng, tải nhẹ, đi đường phẳng hay đường gồ ghề được nữa, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Rồi đây đồng hồ nè, điện tử kết hợp với cơ ha. Những nút bấm cơ bản nè, không có công tắc đèn nha. Nam có làm cái video hướng dẫn về công tắc đèn này, anh chị nào quan tâm thì vào kênh của Nam tham khảo nha. Có chế độ dừng đèn xanh, đèn đỏ, máy tự tắt luôn nè. Thông số của xe đây, 2022, 124,8 cm khối ha, thể tích, trọng lượng bản thân là 116 ký nha anh chị. Đây là ổ khóa nè. Đó, rồi remote.
hai cái ha. Có luôn tính năng chống trộm luôn nha anh chị, không cần phải lắp thêm ha. Và cái tính năng này đặc biệt là zin theo xe nha, zin theo xe. Rồi bên trái của xe thì có cái hộc để đồ nhỏ này, chúng ta gịch ra đây. Bên trong thì có trang bị cổng sạc điện thoại nè. Cái này thì đơn giản lắm anh chị, có một số anh chị hỏi là sử dụng sao, thì cái này chúng ta nổ máy lên, chúng ta ghim cái cáp sạc vô đây là cái điện thoại chúng ta nó sẽ sạc được nha anh chị. Nhưng mà anh chị đừng có bật khóa lên mà không nổ máy ha, thì nó sẽ xài điện trực tiếp của bình ắc quy, nó sẽ hết bình ắc quy ha. Xe này mà hết bình là dẫn bộ á. Chúng ta nổ máy lên thì chúng ta sạc ha. Rồi quay tổng thể cho anh chị xem nữa nè, đỏ đen đó. Rồi em sẽ cập nhật giá cho anh chị tham khảo nha. Hôm nay là tuần thứ tư của tháng 9 2022 rồi. Cụ thể hôm nay là ngày 24 tây tháng 9 2022. Thì hiện tại chiếc xe HH Mod phiên bản cao cấp phanh đĩa ABS màu đỏ đen này, bên em đang bán ra với mức giá là 79.800 nha anh chị. Hôm trước em làm cái video thì cái xe này chỉ có 78.8 thôi. Hôm nay thì nó đã tăng giá rồi, nó lên 79.8 à, tức là tăng 1 triệu. Giá xe năm báo đã bao gồm VAT nhưng mà chưa bao gồm phí lăn bánh nha. Anh chị nào muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua thế nào, giá cả nó có thay đổi gì không, hoặc là xe có hàng sẵn không, thì anh chị liên hệ ha. Địa chỉ và số điện thoại em sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Thì giá xe mỗi nơi mỗi khác nha anh chị. Anh chị tham khảo chỗ nào giá mà mình cảm thấy ok thì mình liên hệ ha. Còn cảm thấy giá mà chưa ok thì chúng ta tham khảo thêm nha anh chị. Tại vì giá thì mỗi khu vực nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau được. Ví dụ như Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ gì đó vân vân, Sài Gòn, Bình Dương, thì mỗi một nơi thị trường nó khác nhau thì giá xe nó sẽ khác nhau. Đó. Nói chung thì video của Nam, thông tin trong video của Nam chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Anh chị nào cảm thấy ok thì liên hệ Nam ha. Và đặc biệt là giá xe nó không cố định nha anh chị, lưu ý ha, nó không cố định, nó có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Nói tóm lại là anh chị muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua cái chiếc xe màu đó, phiên bản đó, thì thời điểm anh chị muốn mua là giá bao nhiêu, có hàng sẵn hay không thì anh chị cứ liên hệ ha. Và đặc biệt xe này bên em cũng có hỗ trợ bán trả góp luôn nha anh chị. Thủ tục thì cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là hộ khẩu, tất cả bằng gốc nha. Còn nếu như anh chị đã làm căn cước rồi thì cần duy nhất thẻ căn cước thôi được nha, không cần mà bằng lái hay là chứng minh hộ khẩu gì hết, chỉ cần căn cước thôi. Thì với chiếc xe này thì anh chị trả trước tầm khoảng đâu đó khoảng 30 triệu là có thể lên hồ sơ được nha. Còn chính xác thì anh chị muốn trả trước nhiêu, rồi còn lại nhiêu, góp trong vòng bao nhiêu tháng nhiêu tiền thì anh chị liên hệ, bên em sẽ có nhân viên góp điện thoại lại tư vấn cho anh chị nha. Và hiện tại thì xe này bên em chỉ hỗ trợ được khách hàng trong tỉnh Đồng Tháp thôi nha anh chị, còn ngoài tỉnh là bên em chưa hỗ trợ được nha, anh chị lưu ý nha. Cái này là do quy định công ty chứ không phải của Nam nha anh chị. Rồi một màu đỏ, cái màu sơn bóng thì nó thuận tiện, con cái là anh chị dán keo cũng được, anh chị phủ nano cũng được. Đó. Tùy thôi, tùy nhu cầu và cách sử dụng của mỗi người. Rồi có thêm một vài vấn đề ngoài lề mà nó muốn chia sẻ thêm với anh chị ha. Đó chính là có một số anh chị khách hàng thắc mắc hỏi Nam đó là anh chị coi trên mạng, coi trên YouTube á, có một số nơi thấy bán xe cũng giống em vậy nè, xe Yaris này luôn nè, mà người ta bán có 60-70 triệu hả. Nhưng mà anh chị nhắn tin người ta không trả lời, người ta kêu là liên hệ số điện thoại hoặc là đến trực tiếp cửa hàng người ta mới báo giá được. Và có một điều đặc biệt mà Nam muốn anh chị lưu ý, đó chính là anh chị phải xác minh xem giá người ta báo như thế đã bao gồm thuế VAT chưa, tức là thuế giá trị gia tăng á anh chị. Tại vì hiện tại bây giờ có rất là nhiều nơi bán xe nhưng mà báo giá không có thuế VAT. Thì cái này em Nam nghĩ là cái cách bán hàng của mỗi người thôi nha anh chị. Còn riêng Nam thì mỗi người thì có một cách bán hàng khác nhau ha. Còn riêng Nam công khai giá, ví dụ chiếc xe này nè, Nam bán giá vậy đó. Anh chị cảm thấy giá Nam bán được, ok, liên hệ Nam sẽ hỗ trợ ha. Nhưng mà giá xe tùy theo từng thời điểm nè, nhiều khi nó thay đổi lên xuống. Còn ví dụ như em công khai giá, Nam công khai giá vậy đó, anh chị cảm thấy Nam này bán giá mắc quá thì ok, thôi mình tìm chỗ khác giá hợp lý hơn mình mua, hoặc là Nam này bán giá này được nè thì mình liên hệ Nam sẽ hỗ trợ nha anh chị. Đó là cái cách bán hàng của mỗi người ha, mỗi người sẽ có một cái cách bán hàng khác nhau, không ai giống ai. Rồi cái vấn đề thứ hai đó là có một số anh chị khách hàng hỏi Nam là ủa sao Nam lúc đăng cái video lên mạng báo giá vậy mà lúc mà tới mua thì giá lại khác. Thì giá xe Nam báo trên này là đã bao gồm thuế VAT nhưng mà chưa bao gồm phí lăn bánh nha anh chị. Phí lăn bánh là gì? Tức là anh chị, ví dụ như anh chị ở trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, anh chị thuộc về các huyện đi, thì anh chị mua xe này với cái mức giá đó, xong anh chị về đóng thêm thuế trước bạ khoảng 2% với cái phí biển số nữa là mới ra chiếc xe lăn bánh hoàn chỉnh, ra cà vẹt nha anh chị. Đó gọi là phí lăn bánh ha. Nhưng mà tùy theo khu vực, huyện hay thành phố thì chúng ta sẽ có cái mức phí lăn bánh khác nhau chứ không ai giống ai hết nha anh chị. Và giá xe thì nó thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định. Chính vì thế Nam mới luôn nói cái câu cửa miệng là anh chị muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua như thế nào, xe có hàng sẵn hay không thì anh chị liên hệ ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam sẽ để bên dưới phần mô tả của video, như thế nó sẽ chính xác hơn. Tại vì Nam không biết cái người khách hàng mua chiếc xe này là đăng ký ở huyện hay thành phố, ở tỉnh nào đó.
Vì thế là anh chị cứ liên hệ, nếu cảm thấy Nam báo giá được thì Nam hỗ trợ, còn cảm thấy mà giá chưa được thì anh chị tham khảo thêm, chứ không có gì hết nha. Rồi, Nam luôn chúc cho tất cả các anh chị có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình nha. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc xe SH Mod 2022 phiên bản cao cấp phanh đĩa ABS màu đỏ đen này. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nam, cũng như là cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, về chương trình trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.